Cái bài pháp chiều nay ấy, sư muốn dành cho các quý vị đó, nó có mang cái tiêu đề là chẳng có gì quan trọng cả. Chẳng có gì quan trọng cả. Chúng ta biết cái thiền minh sát ấy, và chúng ta chỉ có quan sát để thấy được cái trực tiếp kinh nghiệm là cái bản chất sinh diệt của các hiện tượng trên thân và tâm. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Cái đấy là cái chân lý mà chúng ta cần phải thể nhập. Đấy là cái chân lý mà chúng ta được quan sát, được xem xét, đối diện, đối mặt, trực tiếp kinh nghiệm, trực tiếp thể nhập kinh nghiệm. Cái đó là điều quan trọng nhất. Và cái đó, chúng ta khi nói đó, ai cũng có vẻ như là biết rồi. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái biết của các vị đó, cái hiểu của các vị đó chỉ là ở mức độ gì? Văn tuệ, các vị nghe, các vị hiểu, các vị nhớ. Các vị nhớ, mà nó chưa giúp được cho các vị. Cũng giống như sư đã cái ví dụ là chúng ta chỉ có xem gì, đơn thuốc được một, nhìn bản đồ là hai, thuộc lòng bản đồ, thuộc đơn thuốc, biết các ích lợi của các thành phần thuốc trong đó, rồi các cái kỹ thuật đun nấu ra làm sao tạo ra cái thuốc đó, rồi thì uống vào giờ nào, tác dụng ra làm sao, chi li chi tiết tỉ mỉ, các vị có thể hồ, có thể hỏi hỏi cái điều đó, tranh luận với nhau điều đó có thể. Nhưng các vị không thực hành, tức là không đem cái thuốc tìm kiếm cái các thành phần của thuốc đó, chế biến tạo ra và cuối cùng uống và xem nó có kết quả nào. Trên cái hiểu biết của các vị ấy, về khổ đó, các vị ấy, cái khổ đế ấy, các vị biết, ai biết, nhưng cái biết nó chỉ làm sao? Nó hời hợt bề mặt, nó chỉ là cái cảm thọ khổ. Và chúng ta lại không biết cách làm thế nào để hiểu được cái bản chất đó, thể nhầm cái bản chất đó. Vì sao? Vì cái tâm của chúng ta, trí tuệ nó không có mặt. Trí tuệ nó không có mặt. Cho nên nó bị làm sao? Nó bị lừa dối. Nó bị lừa dối. Nó bị đảo điên. Khổ thì nó cho là gì? Khổ thì cho là vô thường thì nó cho là gì? Thường. Và đặc biệt là vô ngã thì nó cho là có ngã. Và cái có ngã này là cái nguy hiểm nhất, cái khó khăn nhất. Các cái tôn giáo khác, các triết giáo khác, hoặc là trong con người chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày này, có thể thấy được cái vô thường, có thể thấy được cái khổ, đúng không? Cái vô ngã chúng ta khó thấy, không thấy được. Mà trong giáo lý của Đức Phật nói cho chúng ta biết ấy, thì cái vô thường ấy chính là khổ, và khổ chính là vô ngã. Ba thứ đó là một. Được nhìn nhận dưới các góc độ khác nhau, được hiểu biết các góc khác nhau, được gọi tên bằng tên khác nhau mà thôi. Và đấy là một, đấy chỉ là cách gọi khác, tên gọi khác nhau của cái thực tại tuyệt đối, của cái bản tính tuyệt đối của cái thực tại tuyệt đối này. Ba cái thứ đó là một, chỉ có trong Phật giáo mới chỉ ra cho chúng ta biết cái điều đó, là vô thường là khổ, khổ là thì cái khổ đó thì chúng ta phải quan sát để thể nhập cái đó. Trong tu tập chúng ta trên con đường bát chánh đạo thì quan trọng nhất cái khổ đế đó, chúng ta phải hiểu đó về mặt lý thuyết, biết nó xuất hiện ở đâu, khi nào, dưới những dạng nào. Theo các quý vị, cái khổ đó nó xuất hiện ở đâu, dưới dạng nào? Hả? Cảm thọ gì nữa? Hả? Hả? Nói to lên sao? Cái khổ. Thế các vị có thể thấy được cái khổ đâu? Trong tâm à? Trong thân à? Đâu nữa? Tâm không hài lòng. Đúng rồi, tất cả những cái đấy là biểu hiện của khổ, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang nói là chúng ta có thể quan sát nó ở đâu đó.
gặp nó ở đâu đó. Cảm thọ, đa phần mọi người cứ nói đến cảm thọ. Khổ thì đúng là cảm thọ, các vị nhận ra dễ rồi, đúng rồi. Cảm thọ khổ. Đức Phật dạy đó, ngũ uẩn là khổ, ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Toàn bộ thế giới đấy, không ra ngoài cái ngũ uẩn. Không ra ngoài danh sắc, nói hai thì là danh sắc, nói năm thì là ngũ uẩn. Còn Đức Phật nói là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường là khổ, khổ là vô ngã, thế còn cái gì là không khổ? Hả? Có cái gì không khổ? Hả? Có cái gì không khổ không? Tất tần tật. Tất tần tật. Nếu mà tất tần tật rồi thì các vị chạy đi đâu, trốn đi đâu để thoát khổ đấy? Hả? Hả? Niết bàn nó ở đâu? Chúng ta có, ít nhất về mặt lý thuyết chúng ta chấp nhận cái điều này đã, rồi thì chúng ta sẽ tu tập chúng ta như lý tăng ý và chúng ta sẽ thấy được sự thật. Nhưng ít nhất về mặt lý thuyết các vị biết là khổ là tất tần tật. Không có gì nó không khổ. Sắc, sắc là gì? À, thân xác của mình gì nữa? Cái này có phải là sắc không? Cái này có phải sắc không? Hoa này có phải sắc không? Nước này có phải sắc không? À, bánh kẹo, thức ăn, thức uống này có phải sắc không? À, quần áo có phải sắc không? Nhà cửa có phải sắc không? Ô tô có phải sắc không? Tiền có phải sắc không? Những cái đấy là gì đấy? Cái đấy là gì đấy? Cái đấy là khổ hay là? Về mặt lý thuyết coi vẫn có phải yếu đuối lắm chứ, không có phải dứt khoát chứ. Khổ, nói dứt khoát thì như thế, Đức Phật dạy như thế, về mặt lý thuyết là như vậy. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tâm như kia, sắc, thọ, tưởng, hành, thức liên quan đến tâm rồi, danh rồi, đúng không? Sắc, khổ, danh, khổ. Không có gì không có. Có vị gặp nó ở đâu? Bây giờ muốn quan sát nó ở đâu? Tìm nó ở đâu? Hả? Hả? Tiền minh sát này của các vị ấy, nó xảy ra trên 6 cửa giác quan, các vị cảm nhận nó trên 6 cửa giác quan. Hả? Mắt thì nhìn thấy gì? Hả? Tai nghe thấy gì? Âm thanh, mũi ngửi thấy gì? À, mùi. Lưỡi nếm thấy gì? Vì thân chạm thấy gì? À, ý chạm. Pháp. Và tất cả những thứ đấy là gì? Là cái khổ. Hả? Khổ nói nó vẫn cứ rón rén. Nói cho cách thằng tưng về mặt lý thuyết thì xem nào. Hả? Khổ chứ sao nữa? Tức là sao? Đức Phật bảo tất cả khổ thế, những cái gì đấy? Mắt có phải khổ không? Cái mắt mà nhìn thấy có phải khổ không? Nhãn thức thì khởi lên do sắc xúc chạm với nhãn căn nên cái thức nên khởi lên có phải khổ không? Khổ. Cảm thọ do cái xúc chạm nên khởi lên có khổ không? Tất cả đều khổ đó. Tương tự đối với tai, với gì? Mũi, lưỡi, thân, ý, không có gì là ra ngoài khổ. Chân lý nó ở đấy mà chúng ta có nhận ra nó đâu không? Không có nhận ra, chỉ nhận ra mỗi cái cảm thọ khổ rồi, phải vậy không? Quá ít, cho nên làm sao? Nó mà dịu dịu đi, nó mà thay bằng cái khác á, cảm giác mà nó dễ chịu. Ví dụ rất nóng chẳng hạn, à khó chịu, nóng không? Nóng rất nóng khổ. Bây giờ nó dịu đi, nó xuống, nó nhẹ, bớt đi. Từ 40 độ xuống 30 độ, xuống 30 độ. Bây giờ trong phòng này bao nhiêu độ? 22, 23 độ. Thế gọi là gì? Sướng. Nó chỉ là nhiệt độ, nó chỉ thay đổi. Các vị ngồi đây, ngồi hai mấy độ này thấy là sướng. Cái sướng nó có thật không? Nó chỉ là cái cảm giác của các vị thôi. Cho một cái vị miếng điện và ngồi vào cái phòng này là các vị khó, lạnh lắm, không chịu được, khó chịu lắm, khổ lắm. Tắt điều hòa này, tắt quạt đi cho tôi. Người ta không quen. À, thế các vị bảo đây là sướng. Sướng ở đâu? Sướng cái gì đấy? Nó chỉ là cảm giác của các vị thôi chứ. Của người khác đâu có phải. Có phải vậy không? Ý sư nói ở đây muốn nói là gì? Cái mà chúng ta cho là sướng thật sự, nó không có thật sự.
nó chỉ là cảm giác thỏa mãn cái thói quen của các vị. Thói quen của các vị. Người quen cái này rồi thì thấy sướng, những người mà không quen thì khi ta cả đời người ta chẳng dùng quạt, chẳng dùng máy, như mấy cái vị ở Biên Điện nóng như thế, bảo các vị ngồi cái phòng này các vị sợ lắm, chán. Bảo thiền ở cái phòng này, nhưng mà các vị thì không phải thiền ở phòng này, thiền như mấy cái vị Biên Điện chảy nóng trong trưng, chẳng quạt chẳng biết gì, đố các vị ngồi được đấy, 40 mấy độ đố các vị ngồi được đấy. À, tất cả là khổ rồi, chỉ có điều làm sao cái tâm ta nó đánh lừa mình thôi. Đức Phật dạy như vậy đó. Và cái thiền minh sát giúp cho chúng ta nhận chân ra cái đó là tất cả mọi thứ nó chỉ là những cái gì? Nó chỉ là những cảm giác nhất thời được thỏa mãn và chúng ta coi đây là lạc, và nó biến mất ngay lập tức là do thói quen. Về lấy ví dụ khác để chúng ta có thể quan sát. Chúng ta quan sát không khí ăn. Các vị thấy rằng là thức ăn mình ngon. Các vị có cho là có loại thức ăn ngon, có loại thức ăn không ngon không? Có, nói có vẻ rõng ràng thế. Những cái ảo tưởng, cái sai lầm thì nói rất rõng ràng, cái sự thật thì nói rõng ràng lắm thế. Chúng ta bị đảo điên, những cái tâm nó bị lộn nhào á. Đức Phật dạy như vậy, tâm đảo điên nó bị lừa dối như vậy. Chúng ta cho là có món ngon không? Có, rất to. À, bây giờ chúng ta thử xem cái món ngon của chúng ta nó có thật hay không, mà chúng ta khẳng định là có món ngon. Ví dụ xem nào, về một vị nào đấy thì nói đại diện thì cũng quan trọng đâu. Ngon hay không ngon thì đối với mình thôi, đối với người khác chỉ chắc nó ngon, có phải không? Mình thích món gì, ngon gì? Ngon gì, món gì ngon? Nghĩ gì mình nghĩ lâu đấy. Hả? Món gì? À, tổ nướng. À. Ngon thật không? Ngon thật không? Tôm nướng có ngon thật không? Ngon. Ngon thật không? Cái ngon nó có thật không? Hay là mình nghĩ là nó ngon? Mình nghĩ là ngon chứ tức là không ngon đúng không? Hả? À, thế là cái ngon này nó phụ thuộc vào cái tâm nghĩ của mình. Thế là nó làm sao? Nó không có thật. Nó không có thật. Đúng không? Nếu mà nó ngon lắm, các vị ăn một miếng, ví dụ cá kho, là hủ rán hay là rau luộc hay cái gì, bất kể cái gì, kem hay bánh, cái đồ chua của các vị nữ hay các cái rượu của các vị nam, thuốc lá, xì gà gì đó. Các vị mà thấy ngon á, mà ngon thật á, nếu mà cái đó là sự thật á, là sự đúng đắn á, sự thật thì lúc nào phải đúng, đúng không? Đúng với mọi lúc, mọi nơi, đúng với mọi người. Thế tại sao nó chỉ đúng với một hai người, đối với khác không đúng, là một. Và đối với bản thân cái người đó, nó chỉ có một lúc, một nhát thôi. Đố quý vị ăn một miếng ngon mà ăn được 5 miếng, 10 miếng, 20 miếng, 100 miếng, ăn suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt hết ngày này qua ngày khác ấy. Hả? Ngon này đâu? Hả? Thế là cái gì đó? Thế cái mà chúng ta từ xưa nay bảo nó ngon thế nó là cái gì? Nó chỉ là cái ảo tưởng thôi, cái giả dối thôi, chúng ta bị lừa dối rồi. À, thế mà chúng ta cứ làm sao? Cứ cho là thật, làm sao? Tìm kiếm, đúng không? Tìm kiếm, truy lùng. Rồi thì làm sao? Phải có một đường, không có thì tức lắm, bực lắm. Ngày xưa xưa cũng vậy đó. Mỗi cái việc rau su hào luộc với rau bắp cải luộc, đáng ăn, đáng mà trưa nay ăn su hào luộc nhé. Nhà không mua được su hào, mua bắp cải luộc, đập bắp đứng dậy. Ngu đến thế, cùng ăn khổ mình như là khổ người khác. Mà nó có cái gì đâu ở đó chứ hả? Nó chỉ là cái cảm giác lừa dối, mình cho là phải thế nọ, phải thế kia, phải như nọ thế thôi. Cũng tương tự như vậy, quần áo các vị là... Hả? Đẹp ở đâu? Đẹp thì ngày nào các vị cũng mặc bộ đấy cho sư. Khỏi phải kiếm bộ khác. Hả? Hả? Hay là các vị mỗi ngày một bộ, mỗi ngày một màu, hả? Cái ông chủ Facebook, mỗi ngày ông ngày nào cũng như ngày nào ông mặc mỗi cái áo đẹp của ông được, cái t-shirt màu xám, ông chỉ mặc mỗi thứ thôi, ngày nào cũng như ngày nào. Đẹp gì ở đấy mới được chứ. Làm sao? Các vị thấy hôm nay đẹp, mai thay một thầy cái áo khác, mua cái áo này đẹp,
chúng ta làm sao cái tâm nó bị lừa dối đấy, chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, không quan sát thật sự, không hiểu được cái bản chất thật sự của nó là như vậy. Và chúng ta khổ cũng vì như vậy. Vì sao? Chúng ta phải tìm kiếm nó, phải truy lùng nó, và có được chúng ta lại làm sao giữ nó, tìm cách giữ nó. Còn nếu có được rồi thì không những giữ nó mà còn làm sao chán nó đi tìm người khác hả? Không quan, không chánh niệm tỉnh giác, không có cái minh sát, có cái nhìn của minh sát là thấy sự vật nó đảo điên như vậy đó. Và chúng ta bị trói buộc, chúng ta bị đau khổ vì cái đảo điên như vậy đó. Tại vì sự thật không phải là tất cả, Đức Phật dạy là tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là vô thường. Nào mà đã vô thường thì nó khổ, tại vì nó cứ biến đổi hoài, biến đổi hoài. Nó có thật đâu, nó biến đổi như vậy tức là nó không có thật. Tức vừa bảo cái này là thật nhưng mà không phải, nó đã thay đổi rồi, nó lại sang cái khác rồi. Thế cái nào giữa hai cái đã có và cái thay đổi, cái nào là cái thật? Rồi lại ngay cái thay đổi lại thay đổi tiếp. Vậy thì cái nào là cái thật? Không có. Tất cả là hoàn toàn là gì? Trống rỗng, là ảo tưởng, là giả định, là cái quan kiến, là cái lừa đảo, cái bị lừa đảo của tâm nó bị lừa dối. Không có trí tuệ là không thấy biết cái đó. Và cái thiền minh sát giúp cho chúng ta bắt đầu thấy biết được cái sự thật như vậy. Và chúng ta thấy biết sự thật ở đâu? Nhắc lại. Hả? Ở đâu? Ở đâu? Vừa nói rồi bây giờ lại quên. Cho nên sư nói đó, cái mà sư nói tôi không còn muốn nói nhiều các vị đâu. Trong các bài giảng sư cứ lặp đi lặp lại cho chừng nào các vị nhớ rồi thì thôi. Chứ còn các vị mà cứ nghe hết cái điều này điều nọ, nghe hết buổi này buổi nọ, hết người ông thầy này sang thì cái bao nhiêu điều hay á, cuối cùng không chốt được cái gì trong đầu của các vị để thực hành ấy. Vô ích. Vô ích hoàn toàn. Suốt từ nãy giờ sư nói, bây giờ sư nói là nhắc lại ít nhất là lần thứ ba này. Trên sáu cửa giác quan chân lý tiếp xúc thông qua sáu cửa mắt, mũi, lưỡi, tai, thân, ý, tất cả cái gì nó chạm phải đều là khổ. Hãy như lý tác ý đi nhá. Bây giờ chưa thấy thì cứ thầm sao như lý tác ý. Thế nào gọi là như lý tác ý? Như lý tác ý là thấy nó theo cái chân lý đó. Chân lý ở đây là gì? Tứ diệu đế, tứ thánh đế đấy, chân đế đó, chân lý đó. Tức là phải thấy đây có phải khổ không? Rồi có nhận ra nguyên nhân của khổ nó là gì? Sự diệt khổ nó ra sao? Và con đường nào dẫn đến sự diệt khổ? Thế các vị quan sát mình minh sát thì minh sát thế giới đế. Các vị nhìn, nhắc tâm như vậy đúng không? Phương pháp của Ngài Ma Si dạy chúng ta là chúng ta phải nhắc cái đá, để tâm nó hướng vào đấy đã, để giữ tâm như cái đối tượng đó. Các vị đang nhìn đó, đang nhìn. Các vị mà không như lý tác ý đó, thì các vị nhìn thấy gì? Nhìn thấy sư, ví dụ đấy, đúng không? Thì đấy là gì? Đấy là cái quý hước à. Cái quy ước chế định này, sư viên phúc, thứ hỏng thoảng chế định. Mà thực ra các vị đang nhìn thấy gì? Sắc, cái tổ hợp, cái cấu trúc sắc thọ tưởng hành thức, nó đang làm sao? Nó đang vận hành, nó đang thay đổi, nó đang biến đổi từng giây từng phút. Chúng ta không quan sát được mắt thường nhưng chúng ta có thể thấy hiểu được là suy luận được bằng cái trí suy luận rằng là nó thay đổi. Bản thân các vị quan sát trên bản thân các vị cũng biết là nó đang thay đổi. Móng tay thì dài ra một tí thì tí, tóc thì dài tí thì tí, đúng không? Da nhăn nheo đi tí thì tí, mỗi ngày. Hả? Nếu không thay đổi thì chúng ta cứ trẻ mãi, đẹp mãi. Hả? Tại sao chúng ta lại phải già đi? Đúng không? Phải bệnh, phải tật, phải chết. Vì sao? Vì nó thay đổi. Vì sao? Vì nó biến đổi, nó thay đổi vô thường từng giây từng phút thôi. Có phải vậy không? Bắt đầu các vị nhìn với cái như lý tác ý đó nhé. Thiền minh sát là nhìn rõ sự thật, thấy chứng thật cái như lý tác ý. Đây làm gì? Thấy cái mà đang nhìn thấy đó là làm sao? Nó đang thay đổi biến đổi. Thay đổi biến đổi. Mà Đức Phật thì nói định nghĩa rõ rồi. Thay đổi biến đổi là khổ. Thế tức là chúng ta đang gì? Đang nhìn thấy cái khổ đế, nhìn nó khổ, nghe nó khổ,
gửi là khổ, ném là khổ, như lý tác ý. Rồi chúng tôi quan sát, trên cơ sở đó chúng ta quan sát có đúng như vậy không? Đầu tiên chúng ta phải thống nhất về mặt lý thuyết đó. Không thống nhất về mặt lý thuyết thì các vị gặp những trường hợp đấy các vị không giải thích nổi, không tin tưởng. Và có nhiều khi nếu gặp sự thật thì các vị choáng váng. Choáng váng. Các vị đang có một khối tài sản lớn hay bằng một cái nguyên nhân gì đó, một cách thức nào đó nó biến mất. Trong này sẽ có câu hỏi về liên quan đến cái đó. Tự nhiên bị bắt lừa, người ta mất một khoản tiền lớn. Khoản tiền lớn là tài sản của mình đúng không? Tạm coi như vậy. Đấy. Bây giờ nó mất đi bằng một lý do gì? Bằng sự lừa đảo, bị trộm cắp, bằng lửa cháy, bằng cái gì đó. Thì chúng ta làm sao? Khổ. Vì sao mà khổ? Hả? Vì sao mà khổ? Tại sao mất cái này thì khổ? Tiếc. Vì sao mà tiếc? Hả? Hả? Của ta, đúng rồi. Cái đấy là của ta, của tôi, đúng rồi. Và chúng ta cũng không hiểu được cái nguyên lý, một cái nguyên lý của vũ trụ tất cả làm sao? Vô thường. Tức là nó có, nó đến, nó đi, nó đến, nó đi, nó không có mãi ở mãi với ta đâu. Bằng cách này, cái khác nó tiêu thôi. Không biết, không mất bằng cái, biến đi bằng cách là trộm nó lấy mất thì chúng ta sẽ bị sốc. Cho là của ta mãi mãi nó tồn tại như vậy. Ta phải điều khiển, ta phải sử dụng. Thế là ta bị khổ đó. Còn chúng ta mà xác định là đây không phải của ta, như lý tác ý mà đúng như vậy đó, mà đúng như vậy thật, không phải của ta đâu. Nó cứ chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia đó, theo một cái nguyên lý, theo một cái vận động, theo một cái quy luật nhất định xã hội, kinh tế đó. Nó chạy từ túi tiền người này sang túi tiền người kia, chạy chỗ nọ sang kia rồi. Không phải của chúng ta đâu, chẳng nói gì của chúng ta, là cái thân này còn chẳng phải của chúng ta nữa, là huống hồ mấy cái thứ đó. Mà chúng ta nếu mà xác định được rõ như thế thì nó có thì cũng sao, không có mừng, không mất thì cũng không có. Nhưng mà đấy chỉ về mặt lý thuyết thôi. Đạt được mặt thực tế thì chắc là còn lâu còn xa lắm. Mất được cái việc, mấy cái thứ vớ vẩn này, cái đồng hồ, cái điện thoại này đã xót ruột thì đừng nói đến cả tiền tỷ nữa, thì thôi bảo không xót ruột thì không, mà đúng là cái đồ này đồ điên. Hóa ra là người có trí là người điên. Mà đúng thế thật, người có trí là trong một cái xã hội, trong cái làng ấy, toàn người điên cả đấy, có một ông bố cũng điên thì chắc chắn nó mới là người điên so với những người còn lại. Hả? Và xã hội thế gian thì nó đang là như thế đó nhá, đang là như vậy đó, tất cả đều bị đảo điên đi, đảo trộn hết. Chỉ có một số ít người nhìn thấy, biết rõ cái điều đó là không phải sự thật nó như vậy. Và một trong cái bậc đạo sư người chỉ ra cái sự thật đó là Đức Phật đó. Và chúng ta có cái phước báu, cơ may được tiếp cận cái giáo lý, cái sự chỉ dẫn của người đó. Các vị tin thì không tin, tùy các vị cứ tin là nó có thật thì các vị cứ tin. Các vị cứ tìm cái miếng tôm nướng của các vị cả ngon thật, cái áo của vị mặc là đẹp thật, cái nhà của các vị là có thật, rồi thậm chí con cái thì thân thể này của các vị là có thật, thì làm sao? Khổ. Hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng bao giờ thì hết? Vô thủy vô chung, chẳng có cửa nào. Nếu không đi theo con đường bát chánh đạo, chẳng có cửa nào. Hết khổ này sang khổ khác. Thế bây giờ có bị không tu không? Thiền minh sát nó có bị đang tu không? Đi đúng đường không? Đi đúng đường, hành đúng pháp. Kết quả nó chắc chắn dẫn đến Niết Bàn. Đến sáng sư đã chỉ rõ ra như vậy. Rồi dẫn cái lời Đức Phật ra như vậy để có bị đặt niềm tin ban đầu vào đó và thử nghiệm đó. Mấy tiền này không tin thì đôi trái bắt không tin cả đâu. Như vậy là tất cả những thứ đó đều là quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng ta phải làm sao thấy được gì? Sự thật. Thấy được sự thật, thấy sự thật. Và sự thật ở đây là gì? Sinh diệt.
vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta thấy được kiểu đó trong từng sát na chứ nhé, liên tục trong từng sát na. Tức là làm sao? Tức là trong những cái gì cũng biết đấy là khổ, đừng có dính vào đấy, đừng có thèm, đừng có muốn, đừng có, đừng có truy cứu, đừng có dựa dẫm vào cái thứ đó. Nghe thấy cái gì cũng vậy, tác ý như lý tác ý khổ đó. Hả? Thấy nó sinh diệt mà. À, đầu tiên là tác ý như lý là cái này này, nếu mà ta nhìn này, nó là chúng ta nghe đấy, ta nếm đấy, nó là khổ đấy. Nếu mà ta bắt đầu kiểm tra này bằng cái trực giác của chúng ta, bằng cái thực chứng, cái kinh nghiệm của chúng ta, nó đúng vậy không? Và cái đấy nó bắt đầu là tu tuệ đó. Còn cái mà chúng ta nghe như lý tác ý bắt đầu đấy là cái gì? Cái văn tuệ chúng ta nghe, chúng ta hướng dẫn, chúng ta đang dạy chúng ta cách nhìn thôi, chưa phải là sự thật của chúng ta thực chứng đâu. Cái đó là cái quan trọng, cái thực chứng là cái quan trọng. Khi nào có vị thực chứng trong từng sát na một, nhìn cái gì biết nó thay đổi thay đổi thay đổi, nhìn cái gì thay đổi thay đổi, nghe thấy cái gì nó thay đổi thay đổi thay đổi, động chạm xúc chạm lưỡi thân thì các thứ ý thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi, cứ thay đổi liên tục liên tục liên tục, nhìn thấy đó từng sát na thấy nó thay đổi thay đổi, không dừng không nghỉ, cứ sinh sinh diệt diệt, sinh diệt diệt, sinh diệt diệt như vậy đó. Bằng cái kỹ thuật khả năng minh sát của chúng ta đó, trên bốn cái nơi mà chúng ta để ý thường xuyên đó, thân thọ tâm pháp đó, là bắt đầu chúng ta thấy được sự thật trong từng sát na. Đấy là sự thật mà chúng ta làm ra trực tiếp kinh nghiệm, cái đó mới có giá trị. Có nhiều người bảo là tôi thực chứng rồi, cái vô thường thì dễ rồi, nghe người ta nói thì đồng ý, nhìn cái lá vàng rơi là tôi làm sao tôi biết đấy là vô thường. Nhìn cái lá vàng rơi, nhìn cái cốc rơi chứ vỡ, nhìn thấy người chết và thấy là vô thường, là cuộc đời vô thường, cái lá vô thường, cái cốc vô thường, tôi thực chứng được rồi, tôi biết pháp rồi, tôi thấy pháp rồi, nhưng mà xảy ra cái người khác ngồi vào cái chỗ thiền của mình, mặt sưng lên, chỗ tôi, chỗ của tôi lắm, không chịu nổi, không sao mà gọi được thực chứng được pháp với chứ. Hả? Tại vì thực chứng được vô thường, cũng khổ, thì tức là thực chứng của vô ngã, chẳng có cái gì ở đây cả, chẳng có ai, chẳng có cái gì cả, trong rỗng, thứ không sao mà còn bấu víu, bố còn chỗ nào mà bấu, mà víu nữa, mà lại bấu víu vào đây là chỗ của ngồi của thiền của tôi. Thế là chúng ta làm sao? Toàn bị nó lừa, toàn bị lừa đảo, toàn bị cái văn tuệ và tư tuệ nó lừa. Khi mà các vị nhìn cái lá vàng rơi đó, mà các vị muốn thực chứng được cái sự sinh diệt vô thường của cái đó, các vị phải nhìn thấy là cái lá nó rơi là cái màu sắc nó thay đổi. Vì màu sắc thay đổi thì ta mới biết là nó rơi. Nó đang ở chỗ này, nó lại ra chỗ này, cái này các màu khác nhau nó thay đổi, nó thì ta mới biết nó rơi. Ta nhận thấy là các màu sắc nó đang thay đổi. Nhận ra màu sắc các đổi là các cái tâm nhận ra các màu sắc nó là đang khác nhau. Tâm nó sinh diệt theo cái sự nhận biết của các cái màu sắc. Mỗi cái màu sắc nhận ra mỗi cái màu là một cái nhãn thức khác nhau, một cái tâm khác nhau. Tâm nó sinh diệt, thế nó nhận thấy các màu sắc thay đổi rồi nó làm sao? Rồi cái ý nghĩ nó khởi lên rằng đây là vô thường, tôi thực chứng được, ghi nhận được cái suy nghĩ đó, nó khởi lên. Đấy là các vị đang thực chứng sự vô thường, chứ không phải là tôi nhìn thấy cái lá vàng rơi mà bảo đấy là vô thường thực chứng được đâu. Các vị có hiểu rõ cái mà sư muốn truyền đạt đây không? Là phải trong từng sát na đó nhìn thấy màu sắc thay đổi, tâm nhận ra các màu sắc đấy thay đổi, rồi thì ý nghĩ nó sẽ nhận xuất hiện và nó sinh ra nó gì. Tất cả những cái đó phải có một cái tâm quan sát, hiểu biết, nhận ra, theo sát từng cái. Cứ mỗi cái tầm thấy biết thì lại có một tầm quan sát thấy cái thấy biết. Cái thấy biết, cái sau thấy cái trước, rồi cái sau nữa lại thấy cái trước nữa, cứ thế nó cứ liên tục như thế. Thì lúc đó mới gọi là đang kinh nghiệm trực tiếp, đang thực chứng cái sự vô thường. Còn đa phần thì mọi người toàn nói chuyện với nhau trên cơ sở như vậy. Thấy cái lá vàng rơi, cái đấy là suy luận thôi. Suy luận thôi, suy luận, kết luận, cái đấy thì cũng tốt. Không có ấy, nhưng mà chúng nó không giúp cho các vị thật sự giải thoát. Nó chỉ giúp cho các vị hiểu biết, tức là trí nhớ.
rồi thế em cãi nhau tranh luận với nhau để thôi. Lý luận sắc bén, lý luận sắc bén. Cái người thực chứng rồi, được tập rồi, nhiều khi người ta không biết nói như nào đâu. Nói nó khó, diễn đạt nó khó, bằng lời lẽ nó khó. Những người ăn nói có vẻ ngu ngơ và đơn giản. Chứ còn người nào cứ hùng hào hùng hồn nói này nói nọ, chưa chắc đâu, chưa chắc. Nói bằng cái từ rất hay, vị nghe sướng lỗ tai, chưa chắc đâu, chưa chắc. Và sự thật là chẳng có gì chắc chắn cả. Thật là chẳng có gì. Thế cho nên trong cái thiền minh sát của chúng ta đó, thì cái gì là quan trọng nhất? Là gì? Thấy được sự sinh diệt trong từng sát na là quan trọng nhất. Còn toàn bộ tất cả những cái gì mà nó xảy ra đó đều không quan trọng. Ví dụ, trạng thái hỷ lạc phát sinh do định, có định, sung sướng, an lạc xảy ra, có quan trọng không? Có cần phải chạy ngay đến chính thiền sư không? Hôm nay có cái hiện tượng phi thường xảy ra với con, những người con nhẹ bỗng như muốn bay bổng. Hả? Quan trọng không? Vì sao? Nó sinh ra nó diệt đi mất rồi. Bây giờ các vị đang nhớ đấy, các vị đang tiếc nó, các vị đang thèm, đang thích nó, thú nó. Cái khổ nó đang có mặt, các vị không nhận ra. Bám víu mà nó khổ chứ sao? Hay sao hôm nay ta ngồi có những trường hợp này, sao tháng trước ta ngồi ta có gặp những trường này dễ thế, bây giờ ta lại không được. Năm trước ta thường xuyên gặp những trường hợp này, năm nay chẳng thấy đâu mà. Thế sao? Khổ, khổ vì cái gì? Vì cứ muốn những thứ đó. Cái muốn, cứ muốn nắm giữ, muốn nó cứ có mặt theo cái ý muốn của mình. Làm gì có cái chuyện đó, không có chuyện đó. Trên những cái điều đấy có quan trọng không? Không quan trọng. Rồi sao? Trí tuệ nó có thể khởi lên. Tự nhiên từ điều từ xưa đến nay chúng ta chẳng bao giờ hiểu, chẳng bao giờ biết. Tự nhiên nó lóe trong đầu, nó sáng lên trong đầu, nó thấy rõ ra, ồ, cái này mà cứ, cái này thiền sư nói bao nhiêu đời, bao nhiêu lâu rồi, trong các bài giảng rồi, các người nói, người nói bây giờ ta gặp rồi, hay quá, ta hiểu, tự nhiên là hiểu. Ngày xưa nói thì cũng biết như vậy, nhưng mà bây giờ thấy nó rõ ràng, sáng sủa. Có quan trọng không? Không quan trọng, nó diệt thì mất rồi còn đâu. Hả? Quan trọng là sao? Chúng ta biết là nó sinh ra, nó diệt rồi. Và cái khác nó lại đang đến nó. Có thể là phiền não nó đến, có thể tâm thiện nó đến, có thể tâm bất thiện nó có thể xuất hiện đó. Thế sao? Thế là chúng ta được an lạc. An lạc ở cái chỗ là chúng ta làm sao? Không bám víu, chấp thủ bất kỳ cái gì nữa. Những cái đấy là cái điều tốt đẹp, không bám víu và đã đành, đúng không? Thế còn những cái điều bất hạnh xảy ra cho mình thì sao? Có quan trọng không? Hả? Đang tu như này mà bệnh tật nó đến, bệnh nó đổ ra, sao? Hả? Quan trọng không? Không, nó bị nói lý thuyết thế hả? Nếu được như vậy thì tốt quá, xin chúc mừng quý vị. Chỉ sợ quý vị nghĩ trong khi đang ngồi thiền biết đầu như này biết do cái gì, không biết nên hỏi thiền sư mới xem sao. Rồi cái gì nếu mà không thì phải đi khám bác sĩ, thiền sư chắc chẳng biết gì bệnh tật đâu, ông chỉ nói lý thuyết. Thì sao thì được, em chẳng biết được, rồi đi tìm kiếm bác sĩ. Thế là bắt đầu ngồi cả cái buổi thiền làm sao, nó tính toán xem gặp bác sĩ nào, ai gặp bác sĩ nào, ở đâu đi gặp cái gì, mua thuốc gì, uống cái gì, vân vân vân. Có phải vậy không? Không có gì quan trọng, chả có gì quan trọng. Đó, không quan trọng theo nghĩa đâu, bất kỳ cái gì xảy ra đều không quan trọng, nó chỉ là gì? Sinh và diệt có vậy thôi. Tất cả chúng ta, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta là tập hợp của ngũ uẩn, sinh ra diệt đi đi trong từng sát na. Và sao? Chả có ai đấy. Có vị quan sát kỹ đi nhé. Có vị sẽ tự nhận ra điều đấy. Đầu tiên cứ đi đi tắc ý đi nhé. Có vị sẽ nhận ra điều đấy. Như vật sư, ví dụ vật sáng ấy. Sư đang nói hay cái lưỡi nó đang nói, điều khiển cái tâm này phối hợp với nhau,
tâm nó khởi ý rồi, nó điều khiển các bộ máy nó hoàn hảo làm nó, sư chả điều khiển mấy cái lưỡi này được đâu. Cái tay này cầm cũng vậy, cứ tưởng nhân vừa là sư đang cầm, nó cầm cái tay nó cầm ăn cũng vậy, vị còn xa đi, gấp lên này, đưa lên này, đưa này, đưa thẳng vào mồm. Sao nó không đưa vào mắt, nó không vào mũi? Mình có điều khiển nó đâu, mình có bảo là này, cầm này, cầm cho chặt nhé. À, đến đây rồi này, cái thức ăn này, à, gấp cho chặt vào nhé, giữ cho chặt nhé, chặt chưa, nhấc lên nhé, nhấc nhé, đừng nhấc cao quá nhé, đừng ngớp thất quá nhé, đến đây thôi nhé, đi vào đây nhé, vào đây nhé, mồm há ra đi, điều khiển mấy thứ đó không? Quan sát thật kỹ mà, cái gì nó đang làm đấy, ai đang làm đấy? Hả? Các vị hãy quan sát đi nhé, để phá dần cái ảo tưởng về cái tôi, phá dần cái ảo tưởng bằng cái quan sát thiền minh sát này, bằng thấy cái vô thường khổ vô ngã này, bằng thấy các hiện động, các hiện tượng tự nhiên nó cứ vận động theo các cái nhân duyên, cái mối nhân duyên ấy. ba cái tuệ giác đầu tiên mà các vị sẽ phải vun tập vun bồi trong cái thiền minh sát này, ngay lập tức, ngay từ đầu chúng ta phải để ý đến, phải tập trung vào đó. Một là phân biệt rõ cho sư đâu là danh, đâu là sắc. Phân biệt được không? Hả? Đâu là thân, đâu là tâm, có phân biệt được không? Phân biệt được, muốn phân biệt thì chúng ta phải làm sao? Phải quan sát, phải biết nó có mặt thì mới phân biệt được chứ. Ví dụ đang quan sát phòng thì chúng ta để ý kỹ thì một lúc sẽ thấy nó, nó căng, nó cứng. À, cái căng cứng nên ta biết là gì? Nó là yếu tố đất đấy, nó là sắc pháp đó. Ví dụ thế, phân biệt đây là sắc pháp. Còn cái hay biết cái căng cứng nó là gì? Cái tâm hay biết là danh sắc, phân biệt cho sự rõ ràng nhé. Đâu là danh, đâu là sắc. Ví dụ nhìn như này này, thì đâu là danh, đâu là sắc. Cái gì là danh, là sắc trong cái nhìn? Cái gì là danh, là sắc trong cái nhìn? Phải phân biệt ra. Đó, phải phân biệt ra, nhìn rồi cái sắc này, cái màu sắc này là cái là sắc, là vật chất đúng không? Màu là vật chất đúng không? Mà cái tâm thức, nhãn thức mà nhận ra cái màu hồng này này là danh, phân biệt như thế. Hai cái đó có bị phân biệt ngay từ đầu rõ ràng sự nhé. Bằng cái thiền minh sát khi nhìn thì đông cái chạm cái ngực, cái nếm, cái phân biệt là đâu là danh, đâu là sắc. Đau ấy, thì cái gì là danh, cái gì là sắc? Cái xúc chạm với thân thể đó, nó căng, nó cứng, nó nóng, nó lạnh ở tại cái điểm đó, nó vượt trội so với cái vùng khác ấy, nó gây ra cái gọi là sự đau, tức là cái xúc chạm đấy. Xúc chạm thì nó gây, nó căng nhiều, nó mức độ cao, nó gây khó chịu, thì đấy là khổ thọ. Khổ thọ thì cũng đồng với tâm. Cái xúc chạm nó nóng, cái cứng, cái căng đó thì là cái sắc pháp. Trong cái đầu nó có sắc pháp. Rồi cái cảm thọ xuất hiện khi lúc đó khổ là khổ hay là, tức là chắc chắn là khổ rồi thì nó là danh, cái tâm. Rồi cái tâm nhận biết ra cái sự đau, sự nhức, sự nhối đấy cũng là gì? Là danh. Quý vị phân biệt cho sư rõ ràng là sư nhé. Trong thời ngay thời gian đầu là chúng ta tập trung vào những thứ đó, thấy biết rõ cái điều đó. Cái thứ hai, phân biệt cho sự nhân quả, nhân duyên. Ví dụ nghe tiếng động, thì cái tiếng âm thanh ấy là gì? Là sắc. Cái nhĩ thức nhận ra cái tiếng động đó là danh. Từ cái tiếng động nó thì bắt đầu tưởng nó xuất hiện, nó biết là đây là cái gì rồi. Ví dụ là có tiếng người rồi, có người mở cửa, ví dụ tiếng động như tiếng mình cửa đó, nó biết, nó suy xét cái đấy cũng là gì, cũng là danh. Rồi sao nó mới bắt đầu quay đầu xem ai đó, tức làm sao có cái sự quay này, cái sự quay chuyển động này, cái đấy là gì? Sắc, nó đang hoạt động, cái thân nó đang hoạt động, sắc. Rồi sao cái mắt nó nhìn, tức là có nhân duyên là gì? Nhân duyên gần là có tiếng động thì nó mới bắt đầu gây ra sự chuyển động và nó gây ra sự gì, có phải không? Tức là có nhân duyên, có cái nọ là kết quả cho cái kia, đúng không? Đấy là đầu tiên là tiếng động thì gây ra chuyển động của cổ và thân, rồi chuyển động mắt thì nhìn, thấy thì biết, như vậy làm gì? Sắc làm duyên cho
cho danh xuất hiện đúng không? Biết là ai đó đến đấy qua cái tiếng động đó, thậm chí chúng ta chả cần nhìn gì cả, nghe tiếng động biết ngay là ai đến, quan sát kỹ và xem thì chắc các vị sẽ có cái khả năng đó đấy, không đơn giản đâu. Các vị rất nhiều thông tin nó có sẵn, các vị chẳng qua các vị không quan sát thì các vị không biết đâu. Chả cần phải quay lại nhìn biết ngay ai đang đi đến mình rồi đó. Tiếng dẹt sẹt này chỉ có cái cô phục vụ kiểu này, cô đến cô đi thôi, không có phải cô khác đâu. Ví dụ thế, mỗi người có một cái đấy, tâm chúng ta quan sát nó quen rồi, chúng ta phải nhiều cái thông tin chúng ta biết mình rồi đó, chúng ta biết tất cả mọi người xung quanh đó. Khả năng đấy là chúng ta sẽ có được đó. Cho nên nhiều khi mọi người cứ đến cứ nói hết chuyện nọ chuyện kia, muốn nó kể cho sư nghe, sư bảo thôi không cần kể đâu, sư biết hết rồi. Biết tại vì sao? Cái tâm mình hồi xưa nó cũng vậy, bây giờ người ta cũng vậy. Thế cũng quanh đi quẩn lại tham sân si ba cái thứ đấy thôi chứ có gì đâu. Chuyện cụ thể thì có thể mình chưa biết, nhưng mà bản chất thì nó biết rồi, không cần phải nói. Nhiều khi cứ nói về các vị cho đã cái cơn thì là chính thôi, chứ còn chả có ích lợi gì phải ngồi nghe mấy cái thứ đó. Chả có ích lợi biết rồi. Các vị cũng thế đó, các vị quan sát các vị thế. Thế cho nên là chúng ta phải bắt đầu phân biệt cho thứ làm sao nhân duyên. Thế còn cái gì nữa? Từ sắc thì nó dây gây ra làm nhân duyên cho danh, hoặc là từ danh thì nó lại có thể làm nhân duyên cho sắc và ngược lại. Ví dụ trong đầu nó khởi lên cái ý muốn cái gì đó, thì bắt đầu làm sao? Ví dụ muốn đi uống nước, tìm ra nó điều khiển cái chân bước, thân sắc đó, bước. Thế các vị phân biệt cho sư cái đó nhé. Thì mình sát bắt đầu có ba cái tuệ mình sát đầu tiên nên các vị cần một bồi là gì? Cái thứ nhất là gì? Phân biệt danh sắc. Cái thứ hai là gì? Nhân duyên. Và cái thứ ba quan trọng nhất là sự diệt đó nhé. Mọi cái nó đến nó đi, mọi cái hình tượng nó đến nó đi, thế là làm sao? Tức là khổ vô thường vô tướng. Ba cái tuệ minh giác này mà các vị xác lập ngay từ đầu một cách liên tục vững chãi vững chắc thì cái sự hành thiền của vị sẽ tiến bộ rất nhanh chóng, rất nhanh chóng. Nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta cứ ngồi thế mà ngồi suốt ngày, cứ đến cứ mong mong đến giờ để được hành thiền, trong khi đang ngồi xuống hành thiền các vị bỏ qua, các vị bỏ quên, chẳng có để ý gì cả. Khi đứng lên các vị chả để ý để xong, coi như hành cái giờ thiền xong rồi là xong rồi, đứng lên chả có để ý gì cả. Các vị không tập vun bồi cái chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na không có kết quả gì đâu. Cho nên các vị phải lưu ý cho thứ đó. Và ba cái gì? Ba cái tuệ minh sát đầu tiên đấy là phân biệt danh sắc, là nhân duyên, là tam tướng của vô thường vô ngã. Đó là các vị biết. Và đấy là cái điều tối quan trọng, và chỉ có cái đó là quan trọng thôi, tất cả những thứ khác chẳng có gì quan trọng hết. Mọi cái gì sư thường xuyên dạy các cái thiền sinh của sư bên Miến Điện, thiền sinh Việt Nam á, tại cái thiền viện Tam Bảo Ni Châu đó, thường xuyên nhắc các vị là không bao giờ, đừng bao giờ tin vào những điều gì mà trong đắc đầu óc nghĩ ra, ghi nhận biết vậy đúng rồi đi. Nó nói hay mấy hay, nó nói cái gì tuyệt vời mất thì đừng có tin vào nó, ghi nhận là sinh và diệt có vậy không? Còn nó chê bai, nó kêu ca, nó phàn nàn, nó bảo không có phước, không có báo, không có ba la mật, không có điều kiện để con già, con yêu, con thế nọ, đừng có tin đó, ghi nhận thôi, sinh diệt cái đấy nó quan trọng, mà những thứ khác nó không quan trọng, chả gì quan trọng lên cả. Anh sống anh chết chả quan trọng, chết với cái trí tuệ ra được rồi, đừng có lo cái thân này nó ốm nó đau làm gì. Chưa để cứ chữa, uống thì uống thuốc thì cứ uống, nhưng mà đừng có lo lắng sợ hãi gì đó. Chết trong an lành có gì đâu, chết trong cái trí tuệ hiểu biết có gì đâu, đằng nào chẳng phải chết, làm sao chết trong lo lắng sợ hãi làm gì, trong vô si, trong vô minh làm cái gì. Mà chúng ta được trang bị hết rồi đó, các phương tiện đủ đầy đủ hết đó, có việc cứ sử dụng thôi. Có điều có việc quên trả lại nó sử dụng cất hay là cất quý quá, cất kỹ quá đến lúc cần chẳng thấy đâu. Suốt ngày cứ gặp vấn đề gì hơi khó hơi dễ, thậm chí khó dễ thì
cứ đến sư hỏi, sư ơi bày cho con cách, chỉ cho con cách, bày rồi cách rồi biết rồi không có đem ra làm. Sau đây bảo sao, nhưng con làm nó không kết quả. Ủa thế làm cái nó có kết quả này, nó vì phải gieo nhân đấy chứ, cứ gieo nhân rồi đến lúc quả nó đến lúc nào nó đến chứ, làm sao mà điều khiển được, làm sao bắt nó ra ngay được hả? Hôm nay trồng bắt ngày mai nó ra quả, nó bị làm bằng cách nào? Cứ đứng đây cầm kéo nó lên cho nó lớn lên hả, gieo cái cây cứ thế kia ra cứ thế này, nó bị hành thiền ra kiểu đấy đấy. Cứ bắt nó ngay làm sao hết đau, làm sao hết phóng dật, hết phóng tâm, làm sao thế này thế nọ rồi thế hả, cái kiểu đấy đấy. Cứ làm việc thiện đi, cứ gieo nhân thiện đi, ngày ngày giờ giờ rất phút phút giây giây cứ làm đi, kết quả như nào tự khắc nó đấy, không cần phải lo nữa. Cứ biết cái nguyên lý là gieo nhân lành thì nó làm sao ra quả, quả lành, gieo nhân ác thì ra quả ác, mà nó không phải trổ ngay đâu, có cái nó trổ các kiếp khác mình chả biết được đâu, trí tuệ mình chưa hiểu chưa biết đâu. Mà đừng có lo cái chuyện đó, nó công bằng lắm, công minh lắm, không có chạy ở đâu đâu, nghiệp công minh công bằng lắm, không có cách nào mà cản nó được, chỉ có gieo nhân nào ra quả đấy thôi. Thế cho quý vị lưu ý cho sư những cái điều đó, để quý vị thấy rõ rằng là làm sao trên đời này đó, thật sự mà nói chả có gì quan trọng, chỉ có cái trí tuệ thấy biết được là chả có gì quan trọng hay là quan trọng. Quý vị có hiểu không? Trí tuệ thấy biết là chả có gì quan trọng, cái đó trí tuệ là quan trọng, thế thôi, nó có mặt. Và cái đó thì nó không phải tự nhiên nó có đâu, mà chúng ta phải làm sao gieo nhân đâu, gieo nhân gì hả, nhân lành gì hả, gieo nhân lành gì mà nó ra cái trí tuệ đó hả, giới định tuệ, nhân lành gì mà ra được cái tuệ minh sát này, nó phải thiên minh sát, mà thiên sát thì bắt đầu là gì, bằng cái gì nhắc tâm là có cái hiện tượng đang xảy ra đó, rồi sao hướng tâm đến đối tượng, rồi làm sao quan sát ghi nhận nó, rồi sao tiếp tục giữ tâm trên đối tượng đó một cách liên tục, đừng có dứt đoạn, rồi làm sao nữa, thì từ đó mới thực chứng cái kinh nghiệm sinh diệt của nó, thế thôi, thì đấy là trí tuệ đó. Và được nhiều tích lũy tích lũy tích lũy tích lũy tích lũy đến một lúc nào nó được biến đổi thành chất, thì nó bắt đầu nó giúp chúng ta nhổ tận gốc rễ mọi cái phiền não đau khổ. Có những cái phiền não mà nhổ cũng khá lâu nhé, không đơn giản thế nào đâu. Ví dụ như cái thang, cái sân ấy, phải tận cái bậc tầng cánh thứ ba, bậc nhất gì, bậc bất lai mới nhổ được hoàn toàn tận gốc rễ của thang và sân đó. Bậc thánh thứ nhất thì chưa, bậc thánh thứ hai thì mới làm suy yếu, bậc thánh thứ ba hoàn toàn. Tức là ít nhất làm sao ba đạo ba quả, tâm đạo tâm quả thứ nhất, tâm đạo tâm quả nó mới nhổ tận gốc, không dễ tí nào. Em đừng có nói rằng là các vị rồi sư này sư kia sao ăn còn thân sân còn sang thang, các vị có thể là bậc thánh rồi nhưng vẫn còn chút này nọ. Mà chúng ta cứ cố bằng được như người ta thì tốt lắm. Cũng có vị cũng được là bậc thánh từ bậc lai gì cả, dự lưu bậc lai gì cả, nhất lai gì cả, có vị đã đóng chặt cửa phố xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sinh ở là đóng chặt cửa đấy xuống, đã là bậc thánh thì chắc chắn là chỉ còn bảy kiếp là tái sinh rồi, còn tối đa là bảy kiếp là có vị chấm dứt sinh tử rồi đó. Nói như vậy để các vị hiểu rằng là trên đời này bây giờ không có gì quan trọng nữa, một khi đã nhận biết là thấy chánh pháp rồi, biết chánh pháp rồi, biết biết con đường rồi, biết cách thực hành rồi, các vị cứ lặng lẽ từng bước đi rồi bao giờ đấy thì đấy, đừng có bỏ cuộc, đừng có rời bỏ con đường này, đừng có rời bỏ tứ niệm xứ, đừng có rời bỏ thì mình sang làm cho hết đời. Ngay vào đấy đức hỏi đức phật bảo là chánh niệm thực ra tu tứ niệm xứ, ai thì tu để làm gì, và các bậc phàm phu tu để trở thành bậc thánh thượng lưu. Cái bậc thánh thượng lưu có phải tu tập tứ niệm xứ không, có để làm gì, để trở thành bậc thánh nhất lai. Bậc thánh nhất lai có phải tu niệm xứ không, thực hành cho viên mãn để làm gì, để trở thành thánh bất lai. Bậc thánh bất lai có phải tu niệm xứ không, đó để làm gì, để trở thành là bậc thánh A-la-hán, có thực hành
thế là zero. Hôm nay thì ngày tôi mà tích thì lúc nào các vị cũng ở trong chánh niệm tỉnh giác tầng thứ niệm xứ, vẫn tiếp tục để an trú trong chánh niệm tỉnh giác và hiện tại là chú, các vị vẫn thực hành cái đó. Cho nên là không có lúc nào ngừng nghỉ cái niệm xứ. Nên mong rằng các vị cũng hiểu cái điều đó, thấy rõ cái lợi ích của nó, thấy rõ con đường duy nhất của chúng nó giúp chúng ta đến thẳng cái đích niết bàn cuối cùng, đích siêu giáo cuối cùng. Mong cho các vị có thêm một chút hình biến đó. Tiếp tục, bây giờ còn một chút thời gian thì chúng ta trả lời một số cái câu hỏi nhanh chóng thôi. Tại vì một số câu hỏi nó cùng bản chất nó khác nhau với hiện tượng thôi. Khi thiền hành, nhịp trái phải luân chuyển giữa hai chân trong khi nhịp nhấc bước đạp chỉ trên một chân thôi là đúng không ạ? Nhấc bước đạp thì chân một chân nó nhấc, nó bước nó đạp thì chân kia thì vẫn đang trụ của đó là chân trụ, còn chân thứ hai thì nó đang nhấc, nó bước đạp, sau khi đạp chắc làm trụ thì cái chân thứ hai lại bắt đầu là nhấc bước đạp nhé. Tức là ba nhịp nhấc bước đạp rồi phải ba nhịp bước một tiếp rồi lại trở về chân trái, đúng không? Đây là cũng đúng không nhé. Tức là một chân làm trụ, chân kia nhấc lên bước thì đạp, đạp xuống làm trụ rồi cái chân kia nhấc bước đạp, cái đấy là đúng là không có sao cả nhé. Con có tham gia một khóa thiền Vipassana ở trung tâm Oasis Aichi gì đó 10 ngày Củ Chi à? Usenisa theo cái Goenka Củ Chi 10 ngày. Trong đó gần cả gồm cả samatha, samathi trong này viết samatha nhé, không phải samathi, samatha và vipassana, phương pháp tập vào hơi thở, cái này đúng rồi. Rồi mở rộng cuối cùng câu hỏi là gì? Hôm nay lại được học phương pháp thở tập trung vào sự phòng xẹp của bộ với thiền hành ở cùng nữa, vậy con muốn hỏi tại sao có sự khác nhau giữa phương pháp? Mọi người trả lời dùng cái tại sao có sự khác nhau giữa các phương pháp dù cùng là thiền Vipassana hả? Sư giảng rồi, mấy cái vị này có nghe không hay lúc ấy đang ngồi nghĩ cái gì? Mỗi người nó có một cái kinh nghiệm trực tiếp, rồi có một cái có vị thầy, có vị trực tiếp người ta dạy như vậy, là nhấn mạnh cái đoạn này như này như này như này, đoạn này phải làm như này như kia. Mỗi người có một kinh nghiệm thì mỗi người phát triển ra, người ta thấy có lợi ích, người thấy có chứng đạt gì đó thì người ta làm sao ta truyền đạt. Có điều là cái thực chứng người ta có đúng đắn đến mức nào không, có đủ uy tín không. Thì sư nói rồi, trình bày cái cách thức mà chúng ta nói là nên đặt niềm tin vào ai đó. Tại vì bây giờ các thiền sư nhiều, các phương pháp nhiều đó. Chúng ta bắt niềm tin vào ai thì sư nói là trong trường hợp của chúng ta thôi. Chúng ta tôi sư không muốn nói sang các trường hợp khác nhé. Do sự đụng chạm thì phân tích nó mệt lắm. Mà mình có biết đâu mà mình nói thì mình chỉ nói trường hợp mình biết thôi. Trường hợp ngài Ma Si đó thì sư nói cái cung cấp cái thông tin để các vị biết là một vị thì thiền sư lỗi lạc của Miến Điện đó và được thực sự thừa nhận tín nhiệm của hàng cư sĩ, hàng tăng sĩ, hàng trăm ngàn người cái bậc trưởng não đó thừa nhận. Tất nhiên không phải 100%, chẳng có chỗ nào 100% cả. Đến Phật còn có người chê người trách cơ mà, đúng không? Thì thế nào cũng có người chê người trách, thì có người thế nọ kia, nhưng đa phần người ta thừa nhận cái đó. Thì đấy là một cái cơ sở để chúng ta đặt niềm tin thôi, chúng ta tin tưởng thôi. Chứ chúng ta cũng không biết, và thật sự cũng nói mọi người đừng có tin ngay, mà cũng phải làm sao? Phải học kỹ, phải thuộc, phải học kỹ, phải thực hành đi lại rồi làm sao kiểm nghiệm xem nó có thực tiễn không, nó có tốt đẹp đối với mình, có lợi ích cho mình không, thì chúng ta sẽ xây dựng cái niềm tin thật sự từ cái niềm tin ban đầu, đúng vậy không? Chứ không phải chúng ta cứ một quáng tin, ngay cả khi mà đúng là vị đáng tin cậy rồi, nhưng mà cái sự truyền đạt như vậy mình có hiểu đúng hay không nữa cơ. Nhiều khi người ta nói như vậy mình lại hiểu ra một đằng khác, thì mình làm lên điều khác rồi lại bảo rằng là người ta nói sai, làm sai, chính mình làm sai thôi chứ không phải người khác nói sai. Cái người thầy dạy không nói sai, nhưng mình hiểu sai, mình làm sai. Cái đó quý vị. Cái này có liên quan đến một cái trường hợp nữa mà nó không chính thức ở đây, không ấy, tức là có vị cũng tu tập theo phương pháp thiền Ma Si và cũng đạt được một số cái kết quả về định nhất định, sau đó nó mất rồi các vị hoang mang, thì các vị nó bảo là cái phương pháp ngài Ma Si không phải là do Phật dạy, tức là làm sao?
có sự hoài nghi ở đây. Có sự hoài nghi. Hoài nghi về gì? Về pháp. Hoài nghi về gì? Về thầy. Hoài nghi về gì? Hoài nghi về năng lực của mình. Cái phần này đấy, khi nào nó có cái sự hoài nghi nó xuất hiện, để đọc kỹ trong ngay trong kiếp sống này nhé. À, vì nào có cái đấy đọc kỹ trong đó. À, thường là khi mà gặp khó khăn, không biết cách vượt qua, đạt được một số kết quả nhất định rồi, bám víu vào đó, rồi để gặp tiếp khó khăn thì bám víu vào đó thì nó làm sao? Đã bám vào đó thì nó không xuất hiện lại những cái thứ mà nó có đâu. Nó bị xáo trộn rồi. Anh muốn, anh mong, anh cầu, em muốn, cái tâm tham nó lại khởi lên, nó dày, nó đặc, nó che khuất, rồi làm sao mà có định được nữa mà quý vị lại có thể là ngồi ánh sáng thì thế này thế nó mất rồi. À, thế là bắt đầu hoang mang, bắt đầu đặt niềm. Mà cái lạ là ở chỗ như này này. Sư xưa nói đó, Ngài Mahasi là người được đưa vào cái vị trí của người hướng dẫn đặt câu hỏi đó nhé. Trong kỳ kết tập kinh điển đó, ở miền điện đó. Được có uy tín như vậy, được thừa nhận như vậy, nói nhưng mà mình không tin nhé. Nhưng mà vì sao không tin? Vì sao không tin? Vì nghe cái người này, người ta nói rằng cái người kia nói như vậy. Cái người kia thì bảo là tại do cái người kia nói như vậy. Chúng ta đặt niềm tin một cách như vậy đó, và tự nhiên phải hủy hoại cái niềm tin của ta vào cái vị đó nó. Vị đó nói thì không nghe, vị có uy tín như vậy nói thì không nghe, nghe cái vị này. Ông hàng xóm, bà hàng xóm của ta nguy hiểm lắm. Mà cái ông này ấy, thì ông cũng lại lõm bõm, ông nghe cái ông nào ấy, cái ông nào đấy nghe của cái bàn nào ấy, rồi bảo từ cái vị nào nó nói đó. Thế mà tin á, thế mà hoang mang á. Chúng ta cảnh giác với cái bản thân chúng ta nhé. Vì từ cái trường hợp đấy suy ra bản thân ta rất dễ mắc vào cái đó. Cái người lắng nghe thì không nghe, nghe ba cái thứ lăng nhăng xung quanh này. Nên sư bảo là phải nhớ lời Phật đi, nhớ lời thiền sư hướng dẫn đi, chứ không là các vị bị ba cái ông hàng xóm, bà hàng xóm dẫn đi lắm. Dễ lắm. Tâm của ma vậy đó, cứ chạy lắng sang như vậy đó, cứ bám vào cái thứ lăng nhăng như vậy đó. Rất dễ. Chưa bảo có mỗi cách các vị thuộc lòng lời Phật đi. Kiếp sau không có kiếp sau đâu. Đừng mong kiếp sau, sau khó, chả biết khi nào. Nhưng còn rùa mù 100 năm quay lên một lần thì không biết đến bao giờ mới chọc trúng được cái lỗ ở trên cái khung gỗ trên biển. Ngay bây giờ, ở đây, ngay tại đây và bây giờ. Tận dụng cái cơ hội làm người để chúng ta thực hành. Rồi, đấy là cái câu hỏi liên quan đến cái thiền Goenka và các cái thiền khác cũng vậy thôi nhé. Mỗi vị thầy có một cái khả năng, có một cái đấy, chúng ta có một cái nhân duyên, cái phước báo thì gặp người nào đó thì theo người đó, đặt chọn niềm tin thì chúng ta đi theo. Nói chung là chúng ta khi mà đã có chọn, đặt được niềm tin, chọn được thầy rồi thì cố gắng theo một cái phương pháp đó cho đến tận rốt ráo cuối cùng. Cho nên phải chọn một cái vị thầy nào đó có đủ uy tín, có đủ thẩm định, thẩm quyền để chúng ta theo đuổi lâu dài. Các vị mà có cái tên tuổi cũng nổi tiếng nhất thời mới nổi lên ấy, mà không được cái sự thừa nhận trong một cái cộng đồng các cái bác trưởng lão như trong trường hợp Ngài Mahasi, chúng ta phải xem xét nhé. Tự các vị nổi lên rồi tự các cái đệ tử tung hô lên, cái đó thì cũng chưa chắc nó phải một cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể tin cậy được nhé. Phải được thừa nhận bởi những cái đồng phạm hạnh đó, thế là quan trọng nhé. Chúng ta không dễ để có thể gặp được cái đó. Đa phần làm sao gặp những vị nổi tiếng do các đệ tử đông đúc mà người ta ấy, chứ còn các cái vị đồng hành khác chưa chắc đã thừa nhận. Tôi nói như vậy để cho mọi người cảnh giác với những cái thứ mà tiếng tâm nổi tiếng cũng chưa phải là một tiêu chuẩn nhé. Cũng là một tiêu chuẩn ban đầu, nhưng mà theo tiêu chuẩn đến nổi tiếng là được thừa nhận là trong giữa những người đồng phạm hạnh, hay là bởi các đệ tử của mình, dù đệ tử đấy có hàng triệu người đi chăng nữa thì đệ tử chỉ là đệ tử, người chẳng tu tập gì cả, trình độ không có, kiến thức thì không, cứ a dua vào đấy thôi. Và những cái đồng phạm hạnh như là những người đã tu tập, đã có pháp học pháp hành, cái đó là cái quan trọng, tiêu chuẩn là quan trọng, theo suy nghĩ là như vậy. Thì mọi người cũng lưu ý cái điều đó nhé.
Xin sư cho câu hỏi Phật pháp ứng dụng trong đời sống. Cách đây 3 tháng con bị lừa đảo. Cái trường hợp này sư cân nay nói rồi, công nghệ cao qua điện thoại bị mất tiền, mất tỷ mấy đó. Để sao nữa? Họ cho con là Phật tử, con nhìn sâu sắc việc này, tốt quá. Nhìn sâu sắc. Đó là sự ngu dốt của con, đúng rồi. Ngu dốt này là do cái gì đây? Sư đoán chắc là do tham. Không tham không đố ai lừa được. Nói thật, không có tham mà thì đố ai lừa. Tham ai lừa, tôi thích tôi cho, không thích thôi. Không có sợ đi, tham thôi, lợi cao gì đó, lời cao gì đó, thế nọ thế kia thôi. Hoặc là đóng, chỉ có tham thì mới bị lừa. Cho nên phải cảnh giác với cái tham của mình nhé. Mình trả giá cho cái tham của mình. Nhìn sâu sắc rồi, đó là sự ngu dốt, đồng ý, tốt, đúng. Tin họ một cách mù quáng, đúng rồi. Và cái nguyên nhân sâu xa của nó chắc là tham, nhưng không nó viết ra đây thôi. Thứ hai là sự vô thường, có đi rồi mất, đúng rồi. Quá là chuẩn. Thứ ba, nghiệp báo của con phải trả. Quá là đúng. Đúng hết rồi. Nhưng con vẫn xót xa quá. Đừng có cười, tao mà rơi vào trường hợp này là tao cũng vậy đó. Tao mà rơi vào trường hợp này, đây là chuyện của người ta nên tao cứ gáy thôi. Tao mà rơi vào trường hợp này là tao cũng xót xa lắm đó. Không cười được đâu. Không cười được đâu. Tại vì cái vô minh phạm phu, cái hiểu, cái biết như phần trên nói đấy, rất đúng ấy. Vẫn chỉ là cái văn tuệ thôi. Cái người ta, chứ không phải cái thực chứng của mình đâu. Cái khác biệt giữa cái thực chứng và cái văn tuệ nó là vậy đó. Cái hiểu biết do cái người khác nói, tin vào đấy thôi. Hiểu như vậy theo cái hiểu, cái cách là hiểu thế thôi, chứ chưa phải cái của mình đâu. Cho nên nó mới có sự xót xa này, chứ còn hiểu thực sự đúng như vậy đó thì sẽ không có cái sự xót xa này đâu. Cho nên ta phân biệt được rõ cái, thì sau này cho nên nói chuyện với những người mà cứ bảo là tôi thấy pháp, tôi thực chứng này nọ, ta hiểu, tôi biết. Thực ra toàn những người nào có trí nhớ chứ không phải có trí tuệ. Trí nhớ giỏi chứ không phải có trí tuệ. Nói chuyện với những người ấy khó lắm, khó phân tích lắm, người ta lý luận giỏi lắm. Nói lý luận giỏi vô cùng. Nhưng mà cứ nói ba câu thì nào cũng xì ra một câu. Xì ra một câu nó chả có sự thật, là không phải thực chứng được cái đó đâu. Thì trong trường hợp này nó cái câu cuối cùng là con vẫn rất xa đó. Thì nói thì nó khẳng định một cái điều là những cái điều hiểu biết trên ấy, thực ra vẫn thuộc về lĩnh vực lý thuyết mà thôi, mới dừng ở mức độ lý thuyết thôi. Và chúng ta phải thực sự thấy đúng nó như vậy. Nếu thấy đúng như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái sự xót xa nữa. Ta biết là nghiệp phải trả rồi, mắc nợ người ta thì trả thì xong rồi, lấy gì mà xót nữa. Nếu mà hiểu đúng là cái nợ con, người nghiệp báo của con phải trả, tức là mắc nợ người ta các kiếp trước, các nghiệp trước thì bây giờ trả thì còn gì mà xót nữa. Nếu hiểu đúng như vậy thì mắc nợ thì trả nợ, đúng rồi, sao lại còn tiếc? Mắc nợ người ta đến khi trả nợ lại còn xót thì không đúng rồi. Mắc nợ thì trả thôi. Vậy sao nữa? Vô thường có đến có đi, đúng rồi. Chẳng phải của ta chẳng rồi, thì đó là sự ngu rất đúng rồi. Thế tất cả đấy, cho nên là từ lý thuyết đến cái thực hành, từ cái thực tế nó còn xa nhé. Nhưng mà trong trường hợp này cũng có muốn ý hỏi sư rồi, hỏi là có trình báo công an này nọ, nhưng họ bảo không giúp vì thế nọ thế kia, con phải làm sao đây, sư giúp con. Sư có hỏi công an mà sư giúp được. Nhưng mà sư cũng khuyên thôi, con phải khuyên thôi chứ chả làm gì được nhiều hơn được cái lời khuyên. Lời khuyên thì dễ, cho cũng dễ, làm thì hơi khó, không biết làm được thì làm, chứ còn sư cũng chả giúp được gì hơn. Nó phải kiên nhẫn, kiên trì, là nếu thật sự mà thấy nó có cơ hội và muốn đòi lại, muốn tìm lại đó, thì cứ tìm hết cách này cái khác, nhờ hết người này người kia. Thậm chí ở trong cái xã hội Việt Nam thì mọi người cũng biết, như sư cũng biết là nó cũng đòi ăn chia gì đó. Thì đấy thì tùy các vị, có vị chấp nhận như nào, có vị hay như nào thì sư cũng không biết, nhưng mà nó cũng phải kiên nhẫn, kiên trì, nó không có cái gì nó ngay được. Mà chắc chắn là sư không khuyên các vị đi cúng sao giải hạn đâu. Không làm mâm làm cỗ gì đâu, mời thầy nọ thầy kia đi đâu, bắt bùa bắt yểm gì đâu nhé. Và cũng đừng có nuôi cái tâm sân hận, đừng có nuôi cái tâm sân hận, nó gây phiền não khổ cho chúng mình. Đã mất của một lần rồi, bây giờ lại còn tâm sân hận uất ức nữa, hai lần khổ chồng lên nhau. Ta cố làm được cái gì, cứu vớt được cái gì thì làm, cái gì truy tùng như nào thì cứ làm, nhưng mà đừng đừng có mang nặng cái tâm. Mà muốn muốn không mang nặng cái tâm
cái tâm sân hận, cái tâm ấp ức, cái tâm chua xót đó, thì chúng ta phải quay lại mấy cái phần đầu đó mà quán chiếu nó lại thường xuyên, không phải một lần mà nhiều lần cái đó, để nó thấm sâu vào hơn nữa. Tức làm sao? Nó là sự kết quả của sự tham ái và vô minh, ngu dốt. Nó là sự vô thường, nó đến rồi nó đi, không phải của mình, và nó là nghiệp phải trả, đã vay rồi phải trả. Thì chúng ta lại quay lại quán chiếu cái đó thật sâu sắc rồi nhé. Đây là bài học không phải chỉ cho vị đó mà cho tất cả chúng ta. Nó chưa xảy ra đối chúng ta, chúng ta có thể nó ấy, nhưng mà khi mà nó xảy chúng ta thì chúng ta chắc là cũng rơi vào trường hợp như thế này. Tại vì cái hiểu biết, cái quán chiếu nó chưa được sâu sắc. Thì chúng ta quay lại quán chiếu thôi nhé. Quán chiếu vào cũng kiên nhẫn, kiên trì trong cái nhờ vả người ai, người nào đó có quan hệ nào đó. Trong này có ai mà có quen biết công an thuộc là công nghệ cao thì giúp. Thì đó là cái trường hợp đấy. Thưa sư, trong khi quan sát, con nên tập trung quan sát sự phồng xẹp hay nên quan sát những hiện tượng nóng lạnh cứng mềm phát sinh? Nó liên quan với nhau. Có căng cứng mềm là nó tạo thành cái phồng xẹp, nó được tạo thành cái đó, chứ có phải là cái phồng xẹp nó đi ra ngoài cái đó đâu. Nó liên kết với đó và cái đó nó tạo ra cái phồng xẹp đó. Không phải nó cái gì nó rời rạc, nó ra ngoài cái nọ cái kia đâu nhé. Có hiểu không? Tức là cái nóng lạnh cứng mềm đấy chính là cái tạo ra cái phồng xẹp đó. Chúng ta quan sát cái đặc tính của nó cơ mà, có phải quan sát cái hình dáng nó phồng lên xẹp xuống đâu. Nó căng lên tức là nó đang phồng đó. Đúng không? Nó trùng xuống nó đang xẹp đi đó. Thì đấy chính là phồng xẹp đi đâu nữa. Sao lại tách biệt hai cái này ra được? Không tách biệt được đâu. Nhá. Có hiểu không? Khi nào đặt câu hỏi này đã hiểu chưa? Nhá. Không tách rời nó ra đâu nhé. Nó là hiện tượng đó, đó. Hiện tượng đó được nhìn kỹ và nhìn sâu sắc vào bằng Vipassana, nó là vậy đó. Nó không phải là cái phòng như cái khái niệm mình thường biết, từng thấy, mà nó là gì? Nó là căng cứng, nó là nóng lạnh, nó là chuyển động, nó tạo ra cái phòng. Chính là cái Vipassana nó cho ta cái thấy cái biết đó đó. Bây giờ ta lại bảo là chúng ta nên quan sát cái phòng ngay cái xẹp, thế cái sông cái xẹp là cái gì? Là cái này chứ, là cái gì nữa? Làm sao mà tách được ra? Nhé. Khi có âm thanh con nên niệm thế nào? Bây giờ người ta vẫn cứ sai lầm hỏi cái niệm. Niệm là cái gì? Trong trường hợp này chúng ta này, niệm không phải sự ấy đâu, mà niệm đây là sự nhắc thầm trong tâm đấy nhé. Niệm thầm đó, nói đầy đủ là niệm thầm đấy. Mọi người có hay nói tắt thành niệm không thôi đó. Rồi cuối cùng là thực hành cũng sai tét hết đó. Niệm thầm, tức là nhắc thầm, nhắc tâm. Có hiện tượng đó cần phải quan sát nhé. Khi con niệm nghe tâm con bị sao nhãng bởi âm thanh, con nên niệm phân biệt sự nghe với âm thanh như thế nào? Cái này nó cứ liên tục đó. Âm thanh nghe được, rồi cái tâm nhận ra âm thanh, rồi thì lại cái suy nghĩ liên tưởng nó nhanh vùn vụt á. Các vị cứ chú tâm vào đây, cứ để ý một nhiều lần, đừng có cố tìm những gì, đừng có cố hiểu một cái gì cả, rồi lâu ngày nó sẽ rõ ra nhé. Chứ không phải là giữa cái âm thanh thì chú ý cái nào, lúc thì ta túc tâm thì nó để ý cái này nhiều hơn, lúc tâm nó chú ý cái kia, nó bắt cái kia nhiều hơn. Lúc thì nó âm thanh, lúc là cái sự quan sát, cái sự tâm, mỗi cái tâm nó cứ sinh ra diệt đi ngay lúc đấy thôi. Và chúng ta có cái gì xảy ra lúc đấy thì chúng ta biết như vậy. Và nó không lặp lại, nó không giống nhau đâu. Chúng ta cứ quan sát, thấy cái gì tại thời điểm đó là như vậy. Không có thắc mắc, không tò mò, không có tìm hiểu, không có phải nọ, biết như vậy. Biết chưa rõ thì biết là chưa rõ, biết rõ rồi thì biết là rõ rồi. Chưa biết cái nọ lẫn sang cái kia thì biết là đang lẫn cái nọ cái kia đó. Đấy chính là quan sát đúng đắn đó, thực tế đó nhé. Đừng có lo là chúng ta bảo thôi con chưa thấy gì, con biết mà nó chưa thấy gì là cái sự biết đúng đắn đó nhé, tại thời điểm đó đó. Có hiểu ý chưa? Hả? Chứ không phải là cứ phải đòi phải biết ngay thì biết rõ ngay được đâu. Biết là mình đang biết không rõ, đấy là cái biết đúng đắn, chứ đừng có tìm kiếm cái gì vội lúc đấy cả. Hả? Các vị chú ý cho sự cái đó. Mà thường chúng ta đó, chỉ vì chúng ta hay quan sát, hay tìm cái gì nổi trội, tâm nó hay tìm cái gì nổi trội, cái gì đặc biệt, nó quan sát. Những cái bình thường nó chỉ chẳng chịu quan sát. Ví dụ như là nhìn cái không gian bây giờ đấy, ví dụ hỏi các vị ấy, bây giờ hỏi là các vị mà bảo là các vị mũi các vị ngửi thấy mùi gì bây giờ đấy, ngay bây giờ tại thời điểm này đó, có người thấy không? Có người thấy màu gì không? Nó có mùi cả đó,
cái mùi của cái phòng này, mùi của những người ngồi trong phòng này ra ngoài cửa ấy, mùi khác này, xuống cái phòng kia khác. Mà quý vị bảo không có mùi gì. Hả? Nó không có mùi thối, mùi gì thơm đặc biệt, mùi nồng nặc thôi. Còn cái mùi là cái mùi bình thường nó đang có mặt đó. Các vị không, nó có mặt đấy, các vị cứ bảo không. Có mặt, các vị không quen, không quan sát. Các vị cứ đi tìm cái gì ấy. Hả? Cái đó là cái làm cho các vị chúng ta hay lầm lẫn, lầm tưởng trong cái tụ tập của chúng ta. Chúng ta cứ thường xuyên đi tìm cái gì. Trong khi cái có mặt thì các vị chả có để ý, chả biết gì. Nó là cái mùi bình thường, tạm gọi là cái mùi của cái phòng này. Bây giờ, đúng không? Ra cửa kia là cái mùi khác rồi, xuống cầu thang là mùi khác rồi. Mà quý vị định sư tin chắc là quý vị chưa nhận ra cái đó là chưa minh sát, chưa quan sát đâu, quý vị bỏ qua hết đó, những thứ đó đó. Chỉ khi nào nó sọc vào mũi thì cái gì đặc biệt, nồng nặc lên thì quý vị mới kêu lên thôi. Chứ ngay bây giờ nó thay đổi, quý vị chả để ý, chả biết. Cái tâm minh sát quý vị hẳn củn lủn lắm nhá. Các cái loại tâm khác hẳn yếu lắm, hèn nhát, yếu đuối lắm. Phải vun bồi, phải luyện tập nhé. Tạm thời chúng ta dừng lại hôm nay là buổi pháp tại đây. À, chiều tối chúng ta tiếp tục cái khóa thiền của chúng ta tiếp tục. À, trước khi dừng thì chúng ta lại tiếp tục hồi hướng phát nguyện và hồi hướng công đức. Imaya chak bachi. Imaya dhammanu dhamma pati patiya Buddham pujemi imaya dhammanu dhamma pati patiya dhammam pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính pháp. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Matapitaro Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính mẹ cha. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Acariye Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Adda imaya pati patiya cara maranama parimuchi sami. Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame punyam Asawa kaya waham Ho tu. Mong cho phước báo của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame silam Maga Pala Nyanasa Pachayo Ho tu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imam no Punya Bhagam Sabba Satanam Dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sinh. Sabbe Sata Sukhita Hontu Hontu Sa